Cổ nhân chỉ rõ, bảy đặc điểm của người phúc dày, mệnh lớn, càng sống càng hưởng phúc. Chào mừng quý khán thính giả đã đến với kênh Lắng Động Radio. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có được phúc khí, sự may mắn và hạnh phúc. Tuy nhiên, phúc khí không tự nhiên mà đến, nó xuất phát từ chính phẩm chất và hành vi của mỗi người. Những người có phúc khí lớn thường sở hữu những đặc điểm đáng quý, giúp họ xây dựng cuộc sống tốt đẹp và thành công hơn người. Vậy làm sao để biết mình là người có phúc khí hay không? Dưới đây là 7 đặc điểm nổi bật của người có phúc khí lớn. Bạn hãy xem mình có không nhé! Đặc điểm thứ nhất, luôn chú trọng sức khỏe. Tôi để ý thấy rằng, cuộc sống bận rộn với bao lo toan, bộn bề khiến con người ta đôi lúc quên đi giá trị vô giá nhất của bản thân. Nên mọi người ngày nay chỉ khi đối mặt với bệnh tật, đau ốm, lúc đó mới thấu hiểu được rằng có được một cơ thể khỏe mạnh là một đặc ân, một phúc quý không dễ gì có được. Người mang trong mình phúc khí lớn, ắt hẳn sẽ trân trọng sức khỏe thể chất và tinh thần của bản thân. Họ nhận thức rõ ràng rằng thân thể và tâm trí là hai yếu tố không thể tách rời, có mối liên hệ mật thiết, ảnh hưởng lẫn nhau. Họ hiểu rằng con người ngày nay ai ai cũng mong muốn trường thọ, nhưng phần lớn chỉ tập trung vào việc xua đuổi bệnh tật, đi tìm những đồ ăn thức uống tẩm bổ mà lơ là việc nuôi dưỡng tâm tính. Đây mới là điều quan trọng nhất. Bởi theo cổ nhân xưa đã chỉ dạy, cảnh giới cao nhất của dưỡng sinh cơ thể lại chính là dưỡng tâm. Vì khi tâm hồn được thanh tịnh, an yên, cơ thể tự nhiên sẽ khỏe mạnh theo. Ngược lại, nếu tâm trí luôn lo âu, phiền muộn, ức chế, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực đi. Vì vậy, để có được phúc khí, sức khỏe tốt và cuộc sống viên mãn, bạn hãy trân trọng và chăm sóc bản thân một cách toàn diện. Hãy dành thời gian cho việc tập luyện thể dục thể thao, ăn uống điều độ, ngủ nghỉ đầy đủ, đồng thời rèn luyện tâm tính thanh thản, tích cực. Khi ta biết yêu thương và trân quý bản thân, ta cũng đã gieo mầm cho một cuộc sống an khang, hạnh phúc. Hãy nhớ rằng, sức khỏe là nền tảng cho mọi thành công và hạnh phúc. Hãy biến việc chăm sóc bản thân trở thành thói quen mỗi ngày để vun đắp cho mình một cuộc sống viên mãn và trường thọ, bạn nhé! Đặc điểm thứ hai, trái tim nhân từ. Trái tim nhân từ là một tâm thái độ lượng, đại biểu cho một loại tình yêu và sự khoan dung. Trái tim nhân từ không phải là sự thương hại hay cảm thông, mà là một mức độ cao hơn của tình yêu. Chỉ những người có trái tim nhân từ mới thực sự đánh giá cao sự bình đẳng và tôn trọng giữa con người với nhau. Vậy bạn có thích một người có lòng từ bi, nhân từ không? Nếu có, hãy bình luận số 1 dưới video nhé! Lòng từ bi là phẩm chất cao đẹp của con người, thể hiện qua sự đồng cảm, thấu hiểu và mong muốn giúp đỡ người khác. Người có lòng từ bi sẽ không bị chi phối bởi những toan tính về được mất, cũng không ghen tị với hạnh phúc của người khác. Họ sở hữu trái tim nhân hậu, giàu lòng nhân ái, luôn sẵn sàng quan tâm, giúp đỡ những người gặp khó khăn và cũng cởi mở đón nhận sự giúp đỡ từ người khác. Lòng từ bi không chỉ mang đến niềm vui cho người được nhận, mà còn mang lại hạnh phúc cho người cho đi. Khi ta giúp đỡ người khác, ta sẽ cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm và có thêm niềm tin vào cuộc sống. Lòng từ bi còn giúp ta kết nối với mọi người xung quanh, xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp và bền vững. Nghiên cứu chỉ ra rằng, một người tử tế và từ bi với bản thân có xu hướng trải qua trạng thái tinh thần lành mạnh hơn và giảm bớt lo lắng, sợ hãi thất bại. Khi chúng ta tử tế và từ bi với bản thân, nghĩa là chúng ta biết cách chấp nhận, thấu hiểu và yêu thương chính mình, bất kể những ưu điểm hay khuyết điểm. Chúng ta học cách tha thứ cho những sai lầm trong quá khứ, trân trọng hiện tại và hướng đến tương lai một cách tích cực. Nhờ vậy, chúng ta có thể giảm bớt căng thẳng, lo âu và sợ hãi thất bại, từ đó xây dựng một tinh thần vững vàng và an nhiên.
Lòng tử tế không chỉ giới hạn trong bản thân mà còn lan tỏa đến những người xung quanh. Ngay cả khi không thể trực tiếp giúp đỡ người khác, một nụ cười chân thành hay lời an ủi ấm áp cũng có thể mang đến niềm vui và sự động viên cho họ. Hành động tử tế nho nhỏ này có thể xoa dịu những tổn thương, mở rộng lòng trắc ẩn và lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng. Lòng từ bi chính là một chìa khóa cho một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Khi chúng ta biết yêu thương và trân trọng bản thân, đồng thời lan tỏa sự tử tế đến với mọi người, chúng ta sẽ góp phần tạo nên một thế giới tốt đẹp và an yên hơn. Những người có trái tim nhân hậu, từ bi như thế, tự nhiên sẽ nhận được sự tôn trọng và đánh giá cao từ người khác. Mà những điều này là biểu hiện tốt nhất của phúc khí. Chính vì vậy, hãy bắt đầu hành trình vun đắp lòng tử tế ngay từ hôm nay bằng những hành động nhỏ bé nhưng ý nghĩa. Hãy dành thời gian quan tâm đến bản thân, học cách tha thứ cho những sai lầm và lan tỏa sự ấm áp đến những người xung quanh bạn nhé. Lòng từ bi, nhân từ sẽ là món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể dành tặng cho bản thân và cho thế giới này. Đặc điểm thứ ba, luôn biết hài lòng. Có câu nói trong Đạo Đức Kinh, tri túc bất nhục, tri chỉ bất đãi, tức là biết đủ không nhục, biết dừng không nguy. Đây chính là lời khuyên quý giá cho mỗi người về cách sống an nhiên và hạnh phúc. Biết đủ là biết trân trọng những gì mình đang có, không tham lam, không vướng bận vào những thứ phù phiếm, vật chất. Biết dừng là biết điểm dừng trong mọi việc, biết buông bỏ những gì không thuộc về mình, không cố chấp, không ráng sức theo đuổi những điều viển vông. Đáng buồn khi trong xã hội hiện đại ngày nay, con người thường bị cuốn vào vòng xoáy của tham vọng, vật chất. Họ luôn muốn có được nhiều hơn, tốt hơn, đẹp hơn, mà quên đi những giá trị đích thực của cuộc sống. Họ chạy theo những thứ xa hoa, phù phiếm, bất chấp mọi giá mà không nhận ra rằng hạnh phúc thực sự nằm ngay trong tầm tay mình. Sự hài lòng là một thái độ sống quan trọng giúp con người đạt được hạnh phúc. Khi biết hài lòng với những gì mình đang có, ta sẽ cảm thấy bình an trong tâm hồn, không còn lo âu, phiền muộn. Ta sẽ trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống, biết yêu thương bản thân và những người xung quanh. Có câu chuyện kể rằng, ngày xưa, ở làng nọ, có một người đàn ông tên họ Nguyễn, nổi tiếng thông minh và mưu trí. Tuy nhiên, ông lại có một lòng tham không đáy. Ông ta luôn ao ước có được nhiều tiền bạc và của cải để có thể sống sung sướng, xa hoa. Một hôm, họ Nguyễn nghe tin đồn về một chiếc áo choàng thần kỳ có khả năng ban cho người mặc nó mọi thứ họ mong muốn. Quyết tâm sở hữu áo choàng, ông đã lặn lội đường xa, đi qua bao khó khăn, cuối cùng cũng tìm được nó. Khi có được chiếc áo choàng, ông bắt đầu ước mọi thứ mình muốn. Ông ta ước có thật nhiều tiền bạc, vàng bạc châu báu, có những ngôi nhà lộng lẫy, có những người hầu kẻ hạ vây quanh. Và thật kỳ diệu, mọi ước mơ của ông đều trở thành hiện thực. Nghe đến đây, bạn có muốn có được chiếc áo choàng giống ông ấy không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 5 dưới video nhé. Khi đó, ông sống trong nhung lụa, thỏa mãn mọi thú vui xa hoa. Tuy nhiên, càng có nhiều, ông càng cảm thấy trống rỗng và bất hạnh. Ông chỉ thấy rằng mọi người bên cạnh ông không hề có được lòng chân thành, chỉ toàn vì tiền và lợi ích. Về sau, ông còn bị người vợ thứ tư ám hại, muốn chiếm đoạt số tài sản của ông. Cũng may ông đã chạy thoát. Trong khi chạy thoát, ông chạy đến một ngôi nhà trên núi. Nơi đây thật yên tĩnh, bình yên lạ thường. Trong ngôi nhà đó có một vị tu sĩ sống giản dị, luôn vui vẻ hòa ái. Người họ Nguyễn thấy vậy, ông bèn hỏi tu sĩ rằng nơi đây cuộc sống không có tiếng cười, bởi ông không có ai bên cạnh. Ông cũng sống trong căn nhà lá này, tại sao ông luôn cảm thấy vui vẻ vậy? Còn ta, có nhà, có người hầu kẻ hạ, nằm thề tứ thiếp mà đến giờ lại phải chạy chui lũi như này, đáng buồn thay. Vị tu sĩ nhìn ông với ánh mắt từ bi và nói:
con người ta vốn dĩ đã có đầy đủ mọi thứ cần thiết cho cuộc sống. Hạnh phúc không đến từ những thứ bên ngoài, mà đến từ tâm hồn thanh thản và biết trân trọng những gì mình đang có. Nghe vậy, họ Nguyễn mới nhận ra bản chất của hạnh phúc. Từ đó ông quyết tâm sống một cuộc sống ý nghĩa hơn. Thật vậy, sống một cuộc sống đơn giản, giản dị, không có nghĩa là thiếu thốn, túng thiếu, mà đó là biết cách trân trọng những gì mình đang có, không lãng phí, không ham muốn những thứ xa hoa, phù phiếm. Khi ta biết hài lòng, ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản và có nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống hơn. Hãy nhớ rằng, hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống, biết hài lòng với những gì mình đang có. Bạn sẽ có được hạnh phúc đích thực. Đặc điểm thứ tư, người thấu hiểu người khác. Cuộc sống vốn dĩ phức tạp và muôn màu muôn vẻ, với vô vàn những mối quan hệ đan xen giữa người với người. Tuy nhiên, bất kỳ mối quan hệ nào cũng tiềm ẩn nguy cơ rạn nứt nếu thiếu đi sự thấu hiểu. Khi con người không dành thời gian để lắng nghe, chia sẻ và đặt mình vào vị trí của nhau, những hiểu lầm, mâu thuẫn và thị phi sẽ dễ dàng nảy sinh trong cuộc sống. Vậy nên, những ai biết thấu hiểu cho người khác thì người đó sẽ có được nhiều phúc báo, bởi họ ít khi làm tổn hại ai. Khi nhìn thấy rất nhiều khuyết điểm của người khác nhưng vẫn luôn giữ được lòng trắc ẩn, tình yêu dành cho vạn vật, có thể nhìn thấy sự tốt đẹp của người khác bên trong những điều tồi tệ. Họ có thể chấp nhận bản thân, chấp nhận người khác, cũng có thể chấp nhận được hoàn cảnh. Người có thể hiểu người khác thông thường sẽ được người khác đặt niềm tin, dễ dàng chia sẻ và tương trợ lẫn nhau. Sự thấu hiểu chính là mảnh đất màu mỡ cho những mâu thuẫn và những hiểu lầm đó. Khi ta không hiểu rõ suy nghĩ, cảm xúc và hoàn cảnh của người khác, ta dễ dàng đưa ra những phán xét sai lầm, vội vàng kết luận và thậm chí là chỉ trích họ. Điều này dẫn đến những tổn thương, rạn nứt trong mối quan hệ và khiến cho việc giải quyết mâu thuẫn trở nên khó khăn hơn. Nghe đến đây, bạn có thấy xung quanh bạn có ai thấu hiểu bạn chưa? Nếu chưa, hãy bình luận số 6 và từ nay hãy thấu hiểu họ trước nhé. Tôi tin rằng khi bạn thấu hiểu được họ, họ sẽ cảm nhận được và thấu hiểu cho bạn. Bởi giữa những người khác nhau cũng cần có phương pháp giao tiếp và trao đổi phù hợp. Mỗi cá nhân đều sở hữu những nét tính cách, quan điểm và trải nghiệm riêng biệt. Do đó, cách tiếp cận và trò chuyện với họ cũng cần có sự thấu hiểu. Đây là phương pháp chung cho tất cả mọi người, có thể dẫn đến những hiểu lầm không đáng có và khiến cho việc giao tiếp trở nên gượng gạo, thiếu hiệu quả. Để xây dựng những mối quan hệ bền chặt và ý nghĩa, sự thấu hiểu đóng vai trò vô cùng quan trọng. Hãy dành thời gian để lắng nghe người khác một cách cởi mở, đặt mình vào vị trí của họ để thấu hiểu những suy nghĩ, cảm xúc và hoàn cảnh của họ. Hãy thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ và tôn trọng những điểm khác biệt của mỗi cá nhân. Đối với những người có vận khí tốt, họ không chỉ nhìn thấy những khuyết điểm của người khác, mà còn có thể nhận ra những điểm tốt đẹp ẩn sâu bên trong. Họ sở hữu lòng trắc ẩn, tình yêu thương và sự bao dung, giúp họ dễ dàng kết nối với mọi người và xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp. Hãy nhớ rằng, thấu hiểu là chìa khóa để giải quyết mọi mâu thuẫn và xây dựng những mối quan hệ bền chặt. Hãy dành thời gian để thấu hiểu những người xung quanh. Bạn sẽ nhận được sự tin tưởng, chia sẻ và tương trợ từ họ, từ đó góp phần tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đặc điểm thứ 5, sống có nguyên tắc. Cổ nhân thường nói, phúc bất tận hưởng, tức là phúc thì không nên hưởng hết, phải luôn bồi đắp, bởi vì khi phúc đã hưởng hết thì họa tất sẽ đến. Những người hiểu biết thời xưa đều sống theo nguyên tắc phúc bất tận hưởng. Không những thế, họ còn giáo dục và hướng con cái sống theo nguyên tắc đó một cách vô cùng nghiêm túc. Mẹ Khổng Tử, bà Nhan Chinh Tại, nổi tiếng với phương pháp giáo dục con cái theo nguyên tắc. Nhờ những bài học quý giá của bà, Khổng Tử đã trở thành một bậc hiền triết vĩ đại, được người đời kính trọng.
bà luôn chú trọng rèn luyện cho con trai ý thức về lễ nghi và đạo đức. Bà dạy con cách cư xử đúng mực với mọi người, biết kính trên nhường dưới, tôn trọng người lớn tuổi và lễ phép với thầy cô. Bà cũng truyền đạt cho con những giá trị đạo đức tốt đẹp như lòng nhân ái, sự trung thực và tinh thần trách nhiệm. Bà hiểu rằng học tập là con đường duy nhất để con trai bà có thể thành công trong cuộc sống. Do đó, bà luôn khuyến khích con học tập chăm chỉ, ham đọc sách và trau dồi kiến thức. Bà cũng trực tiếp dạy con học tập và rèn luyện cho con thói quen tự học. Hơn nữa, do không muốn con trai ỷ lại vào người khác mà muốn con tự lập trong cuộc sống. Do đó, bà rèn luyện cho con tính tự giác, biết tự lo cho bản thân và giải quyết những khó khăn gặp phải. Bà cũng dạy con cách quản lý tài chính và biết quý trọng những gì mình đang có. Và tất nhiên, để làm được điều đó, bà phải là người mẹ mẫu mực, luôn sống đúng mực và đạo đức, là tấm gương sáng cho con trai noi theo. Bà dạy con bằng cả lời nói và hành động, giúp con hình thành nhân cách tốt đẹp và trở thành một người có ích cho xã hội. Nhờ sự giáo dục nghiêm khắc và đầy nguyên tắc của mẹ, Khổng Tử đã trở thành một người con hiếu thảo, một học trò xuất sắc và một bậc hiền triết vĩ đại. Phương pháp giáo dục của bà Nhan Chinh Tại là bài học quý giá cho các bậc cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái. Thế nên, cuộc sống của một người có tốt hay không thực ra phụ thuộc vào tính cách và lối sống của họ. Người sống trong môi trường có nguyên tắc, dù ở thời điểm nào cũng luôn giữ được trạng thái tốt nhất, không mặc cảm vì người khác nói mình xấu, cũng không tự mãn vì người khác nói mình giỏi. Chính vì biết tự kỷ luật và yêu thương bản thân nên họ mới có thể quản lý tốt cảm xúc của mình và không mang lại cảm xúc xấu cho người mình yêu thương nhất. Bên cạnh đó, nếu một người không biết yêu bản thân mình mà chỉ biết chiều lòng người khác một cách mù quáng rồi tự làm hại mình thì không đáng được yêu. Họ có xu hướng coi lòng tốt của người khác đối với mình là điều hiển nhiên và dễ mất bình tĩnh khi không đạt được điều mình muốn. Vì vậy, một người như vậy thì khó được người khác yêu thích mà chỉ có thể bị người khác làm tổn thương. Phúc cho những ai thực sự yêu mình và biết kỷ luật bản thân. Bởi vì chỉ khi biết yêu chính mình tốt, bạn sẽ không tùy ý thương tổn chính mình. Trên thế giới này, ngoài bố mẹ, ít có ai vui vẻ, tự hào cho thành công của bạn. Vì vậy, người khôn cúi đầu, kẻ thông minh phải nhỏ tiếng. Đắc ý, không vui vẻ quá đà. Vinh quang, biết ẩn mình khiêm tốn. Là trí tuệ và sự tỉnh táo của người trưởng thành. Đặc điểm thứ 6, người biết buông bỏ. Đời người ví như một hành trình dài, mỗi bước đi đều mang theo những hành trang riêng. Giống như chiếc vali hành lý, chúng ta mang theo bên mình những gì cần thiết cho cuộc sống, từ vật dụng cá nhân đến những gánh nặng tinh thần. Tuy nhiên, đôi khi ta lại ôm ấp quá nhiều thứ không cần thiết, khiến bản thân trở nên nặng nề và mệt mỏi. Hãy nhớ rằng, đời người có những thứ giống như vali hành lý vậy. Lúc cần dùng thì ta nhấc tay nắm kéo lên, lúc không cần thì để nó xuống. Nếu lúc cần buông mà nhất định không đặt xuống, ta sẽ phải gánh vác một gánh nặng vô ích, khiến bản thân không thể thông dong tự tại. Đời người càng đơn giản, càng bước đi những điều ràng buộc, ta càng dễ dàng tìm thấy hạnh phúc. Cố chấp níu giữ những gì không thuộc về mình, những mối quan hệ đã tan vỡ, những ký ức buồn đau chỉ khiến thêm tổn thương và mệt mỏi. Hãy học cách buông bỏ, nhẹ nhàng gỡ bỏ những gánh nặng tinh thần, những lo toan phiền muộn. Buông bỏ không có nghĩa là hèn nhát, mà là sự mạnh mẽ để ta có thể bước tiếp trên con đường phía trước. Khi ta buông bỏ, ta sẽ có thêm không gian cho những điều mới mẻ, cho những niềm vui và hạnh phúc mới. Ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản và tự do hơn đó ạ. Đừng để bản thân chìm đắm trong những điều tiêu cực. Hãy học cách buông bỏ để tìm kiếm hạnh phúc đích thực cho chính mình. Hãy sống một cuộc đời đơn giản, giản dị, trân trọng những gì mình đang có. Bạn sẽ nhận ra rằng hạnh phúc thực sự luôn nằm trong tầm tay. Người nào biết buông sẽ có được phúc khí lớn. Hãy nhớ rằng, buông bỏ không phải là từ bỏ một nghệ thuật, là sự giải thoát cho tâm hồn.
buông những thứ tồi tệ, không tốt để cuộc sống vui vẻ hơn. Hãy học cách buông bỏ để nhẹ nhàng bước tiếp trên con đường đầy thử thách của cuộc sống bạn nhé. Đặc điểm thứ 7, luôn biết nhẫn nhịn. Cổ nhân giảng, nhẫn một chút gió êm sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn ở đây không chỉ là một đức tính đạo đức mà còn là nghệ thuật sống, giúp con người ta vượt qua những thử thách và đạt được bình an trong tâm hồn. Nhiều người cho rằng nhẫn nhịn hay nhẫn nhục có nghĩa là chịu đựng, cam chịu, thấy việc không như ý cũng đành cho qua, chỉ mong bản thân yên ổn. Hoặc là họ cho rằng nhẫn nhịn là chịu luồn cúi, hạ mình để đạt được mục đích. Có thể là đạt được địa vị, có thể là không còn bị chèn ép. Thế nhưng, nhẫn nhịn như vậy, tuy bề ngoài thấy yên ổn, nhưng trong tâm lại tích tụ phiền não, khổ đau. Tâm như vậy làm sao mà thanh tịnh, an yên? Nhẫn nhịn là biết kiềm chế bản thân trước những khó khăn, mâu thuẫn, không nóng giận, vội vàng hay hành động thiếu suy nghĩ. Thay vì tranh cãi, đối đầu, ta lựa chọn nhích lại một bước, nhìn nhận vấn đề từ nhiều khía cạnh khác nhau để tìm kiếm giải pháp ôn hòa. Nhẫn nhịn là một loại tu dưỡng tâm tính. Khi ta nhẫn nhịn, ta rèn luyện được sự bình tĩnh, bao dung và vị tha. Ta học cách buông bỏ những sân si, oán hận, những điều tiêu cực ảnh hưởng đến tâm hồn. Nhờ vậy, ta có thể đón nhận mọi việc một cách nhẹ nhàng, bình thản hơn. Cổ nhân từng nói rằng, ta hiểu rõ cái tinh túy của không tranh giành, có thể nói là thiên hạ đệ nhất. Trong kinh cũng ghi rằng, thái độ đối nhân xử thế đoan chính, nét mặt kiền tịnh, tinh khiết, phong thái dung mạo tốt đẹp, đây đều là từ trong nhẫn mà đạt được. Bàn về nhẫn nhịn có thể được đúc lại qua bài kệ như sau. Nhịn được cái tức một lúc, tránh được mối lo trăm ngày. Muốn hòa thuận trên dưới, nhẫn nhịn đứng hàng đầu. Cái gốc trăm nết, nết nhẫn nhịn là cao. Cha con nhẫn nhịn nhau, vẹn toàn đạo lý. Vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cái khỏi bơ vơ. Anh em nhẫn nhịn nhau, trong nhà thường êm ấm. Bạn bè nhẫn nhịn nhau, tình nghĩa chẳng phai mờ. Tự mình nhẫn nhịn được, ai ai cũng mến yêu. Người mà chưa biết nhẫn, chưa phải là người hay. Tất nhiên, làm con người ở kiếp này thì được mất hơn thua là điều khó tránh. Cuộc sống mỗi người muôn màu muôn vẻ, dù là thăng trầm ra sao thì đều đáng quý như nhau. Chỉ khi ta trải qua hết hỉ nộ ái ố của đời người thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Đâu phải cứ bình yên mãi mà tâm sẽ yên. Phải là tâm thanh tịnh thì mới thấy đời an lành. Đứng trước bi ai, khổ ải mà không biết nhẫn thì tâm chỉ chờ trực mà bộc phát. Tâm dục chỉ trực khởi niệm, khi ấy sẽ gây họa khôn lường. Nhiều cặp vợ chồng vì nóng giận nhất thời mà cãi nhau, chửi bới nhau, vô tình làm tổn thương chính mình, khiến mối thâm tình bao năm bỗng đổ vỡ. Đến khi tỉnh thức mới thấy hối hận. Bạn bè vì không kiềm chế được mà đã thương đối phương. Nhẹ thì mất đi tri kỷ đời này hiếm gặp. Nặng thì đến khi vào tù ra tội mới hối tiếc phút giây nóng giận. Sân hận chỉ làm mất đi lý trí, khiến thân này tích nghiệp. Oán kết tầng tầng lớp lớp chồng chất. Nghiệp báo luân hồi mãi không giải được. Kéo dài từ kiếp này sang kiếp nọ. Khi ta có lòng nhẫn nhịn, sẽ mang lại được nhiều lợi ích cho cuộc sống của mỗi người. Người biết nhẫn nhịn thường được mọi người yêu quý, kính trọng. Họ có thể dễ dàng giải quyết những mâu thuẫn, xích mích và xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp. Nhờ vậy, cuộc sống của họ sẽ trở nên thanh thản, an yên và hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, bạn cần hiểu rằng, nhẫn nhịn không có nghĩa là nhu nhược, cam chịu trong lòng rồi lâu ngày bùng cháy, hay dung túng cho cái ác, càng không phải là hạ thấp mình, mà là tự nâng mình lên, tự học cách tỉnh thức bản thân mà giúp thức tỉnh người khác. Nhẫn nhịn được
thì dù có sa cơ lỡ vận cũng không bi lụy, không đổ tại người, mà có trí huệ sáng suốt tự giải thoát cho mình. Mọi việc trên đời đều do nhân duyên mà nên, là vì thiện duyên hay ác duyên từ kiếp trước đã tạo. Kiếp này có duyên đến thì thành tâm mà tu tập, tạo duyên lành, vừa trả nghiệp vừa tiêu nghiệp. Khi ấy mới là sống cuộc đời an yên, nhận được nhiều phúc báo. Vâng, vậy là chúng ta vừa tìm hiểu về 7 đặc điểm của người có phúc. Nghe đến đây, bạn có thấy mình có đặc điểm nào không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 3 dưới video nhé. Và bạn cũng nên hiểu rõ rằng, phúc và họa là hai thứ cùng nhau song hành, cùng nhau chuyển hóa. Phúc họa đều do con người tự chuốc lấy. Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo, như hình với bóng vậy. Nếu hiện nay đang là người có phúc nhưng không biết tu tập, ăn chơi tạo nghiệp khắp nơi, thì phúc đức sẽ dần mất sạch, rơi vào cảnh khổ sở. Vì vậy, ai cũng cần phải tránh xa những việc ác để tránh tạo nghiệp, rước đại họa. Dưới đây là hai việc khiến bạn phúc mỏng, nghiệp dày, cuộc đời luôn gặp tai họa, xui xẻo rình rập. Bạn hãy tránh xa ngay, kẻo hối không kịp. Thứ nhất, nói dối, vu khống người khác. Cái gọi là lời nói dối và lời nói tần bốc dùng để chỉ những lời nói vô nghĩa. Một người có phước lớn thường không vu khống, khôn ngoan sẽ không nói những điều vô nghĩa như vậy. Đây còn gọi là tu khổng. Nói về việc tu khổng, bởi vì tu khổng có thể giúp bạn tích phúc cho chính mình. Nếu bạn không tu khổng hay khổng nghiệp nói linh tinh, bà hòa bốc phét thì sẽ làm mất đi phước lộc của chính mình. Cần hiểu rằng, trái tim càng thuần khiết thì càng có khả năng hưởng phúc lành của mình khi phúc lành đến. Khi gặp chuyện không hay thì có thể không cần nói cho tất cả mọi người cùng biết. Khi có niềm vui thì lan tỏa đến mọi người. Đó gọi là tu khổng. Trong Cách Ngôn Liên Bích chép rằng, cái họa lớn nhất trong đời chính là thích đi đánh giá đúng sai. Đối với mỗi người, phần lớn hậu họa đều là do lỡ miệng, nói năng bất cẩn, nói điều không nên nói, vậy nên sẽ tự dẫn họa vào mình. Có câu rằng, nhiều lời ắt có chuyện, họa từ miệng mà ra. Nói nhiều dễ để lộ ra khuyết điểm của bản thân. Đồng thời, khi bình luận về người khác, họ sẽ càng dễ đắc tội, gây ra phiền toái cho chính mình. Khi nói xấu sau lưng một ai đó, họ sẽ khó che đậy được cái xấu của mình. Người thích nói hay về bản thân thực ra là đang ghen tị với cái hay của kẻ khác. Những lời nói thị phi chỉ càng thể hiện ra sự hẹp hòi, khiến người khác cho rằng họ không đủ rộng lượng, từ đó dễ bị bạn bè xa lánh, kéo theo phúc lộc cũng ngày càng tiêu hao. Trong sách Tăng Quảng Hiền Văn cũng có ghi, người thích nói xấu sau lưng thường là kẻ lòng dạ hẹp hòi, ít phúc đức. Người sống không tốt, phúc phần cũng ít theo. Người sống tốt, phúc cũng nhiều theo. Ông trời luôn giúp đỡ những ai giàu nhân nghĩa, còn những ai hay nói lời thị phi sẽ dễ rước họa vào thân, phúc mỏng, đức bạc. Thế nên, để có được những giây phút yên bình, chỉ cần không có chuyện là sẽ có phúc, không hận thù là sẽ có đức. Hãy nhớ, ông trời luôn công bằng và minh bạch. Ngài sẽ ban thưởng cho những người xứng đáng và trừng phạt những kẻ làm điều ác. Do đó, những ai hay nói xấu sau lưng, gieo rắc thị phi, sớm muộn gì cũng phải gánh chịu hậu quả. Họ sẽ gặp nhiều khó khăn, trắc trở trong cuộc sống, không được mọi người tin tưởng và yêu mến. Thay vì nói xấu sau lưng người khác, hãy dành thời gian để trau dồi bản thân, học hỏi những điều hay lẽ phải và làm những việc có ích cho xã hội. Hãy sống một cuộc đời lương thiện, hướng thiện. Bạn sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp và may mắn trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng, lời nói không mất mát, nhưng có thể làm tổn thương người khác. Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi nói, đừng để những lời nói thiếu suy nghĩ của mình làm tổn thương người khác và đánh mất đi phúc đức của bản thân bạn nhé. Thứ hai, tham lam tạo nghiệp dày.
Đức Phật dạy chúng ta rằng, nguồn cội của mọi khổ đau trên đời đều từ ba việc mà ra: tham, sân, si. Trong đó tham đứng hàng đầu. Lòng tham càng lớn thì phúc đức lại càng tiêu tán. Người có lòng tham thì luôn nghĩ đến việc được mất, muốn lấy thứ không thuộc về mình. Người có phúc thì không cần toan tính, rất rộng lượng và sẵn sàng cho đi. Một người có lòng tham thì không bao giờ biết đủ, sẽ nghĩ ra chiêu trò để lấy những thứ không thuộc về mình. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Con người sinh ra thuần khiết như tờ giấy trắng, trái tim thuần hậu và thiện lương. Nhưng vì nhiều yếu tố khác nhau khiến họ nảy sinh tính tham lam. Con người không biết tiết chế lòng tham thì lòng tham cứ lớn dần mãi lên, đưa lối dẫn đường đến những hành động sai trái. Đức Phật nói rằng, phước báo của người đến từ sự bố thí, năng cho đi. Nhưng kẻ tham lam không có tâm bố thí gì cả, phước báo ngày càng mỏng. Phước nhiều đến đâu mà tham lam, ích kỷ thì cũng dần tiêu tan hết. Vì vậy, muốn giữ cho phước đức của mình không bị bào mòn, thì làm người đừng tham lam. Người xưa có câu, người không biết đủ, giống như con rắn muốn nuốt cả con voi. Nuốt không được cũng lại không muốn nhả ra. Người tham lam sẽ dễ dàng bị lầm đường lạc lối, khiến tai họa không nên có ập đến lúc nào không hay. Phúc sinh ra bởi vô dục, mà tai họa sinh ra bởi ham muốn. Biết đủ thì sẽ giàu có. Người tham lam của cải mà không biết dừng, thì tuy có thiên hạ cũng không gọi là giàu. Trong sách Đạo Đức Kinh, Lão Tử đề cập rất nhiều đến đạo lý biết đủ. Trái lại, người không biết đủ thì cho dù sở hữu bao nhiêu tiền bạc, địa vị cũng vẫn luôn thấy thiếu. Bởi lòng tham của con người không có giới hạn. Nhiều người mãi mê chạy theo vật chất, danh lợi bởi nghĩ rằng có càng nhiều, bản thân sẽ càng hạnh phúc. Nhưng thực tế, cuộc sống đã chứng minh họ sai và chính bản thân họ rơi vào vòng luẩn quẩn của tiền tài mãi không rút chân ra được. Hơn nữa, nếu tham lam mà đi đôi với lười biếng thì quả thật không biết bao nhiêu phước cho đủ. Cuộc sống của họ sẽ rất nghèo khó. Biếng nhác là một trong những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, trì trệ, lạc hậu và làm gia tăng các tệ nạn xã hội. Trong mọi lĩnh vực đời sống, muốn thành công phải dẹp tan sự lười biếng, tích cực làm việc, nhận chân giá trị cao quý của lao động. Hãy nhìn vào bộ phim Tây Du Ký mà xem. Tại sao sau khi kết thúc hành trình thỉnh kinh, Đường Tăng và Tôn Ngộ Không đã được sắc phong thành Phật, trong khi đó Trư Bát Giới lại chỉ được làm tịnh đàn sứ giả? Lý do rất đơn giản, bởi vì Trư Bát Giới nhiều lần tham lam tửu sắc, ham ăn, trong thử thách cuối cùng lại lười biếng và sợ chết, không dám đặt chân lên cầu, mà còn muốn dùng phép thuật cưỡi mây đi qua. Ở đời, siêng năng là một trong những đức tính được xem là nền tảng của mọi thành công. Cần cù bù khả năng hay siêng nhặt chặt bị là những kinh nghiệm quý báu của tổ tiên chúng ta về chuyên cần, tinh tấn. Ngược lại, lười biếng thì chẳng những không thành công trong mọi việc mà còn là nguyên nhân của những hành vi bất thiện. Không ít tội phạm cũng từ biếng nhác mà ra. Bạn có thấy đúng không ạ? Nếu thấy đúng, hãy bình luận số 5 dưới video nhé. Một người lười biếng chỉ biết tham lam, thích dựa dẫm vào người khác thì chính là đang mang đặc điểm người có phước mỏng. Đó là lẽ tự nhiên mà người ấy phải trả giá. Hãy nhớ rằng, con người sống giữa nhân sinh đều phải thuận theo luân hồi nghiệp báo. Tránh không được, nhưng tự mình có thể xây dựng những nghiệp duyên tốt đẹp cho mình. Chính vì vậy, từ nay, mong rằng bạn sẽ tạo thêm được nhiều phúc đức hơn trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đến đây, thời lượng chương trình đã hết. Nếu thấy video có ý nghĩa, hãy ấn nút like và đăng ký kênh để xem thêm nhiều video khác bạn nhé. Biết ơn bạn đã xem hết video này. Chúc bạn luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.